Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Từ xa xưa, ông bà ta thường có câu nói: phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Chính là mỗi người, ai cũng đều phải trải qua những quãng thời gian khó khăn trong cuộc sống. Có những lúc có cảm giác bị dồn đến đường cùng mà không tìm được lối thoát để vượt qua. Làm chuyện gì cũng gặp phải khó khăn, trắc trở, xui xẻo đủ đường. Thường trong những hoàn cảnh này, chúng ta cần phải hết sức cẩn trọng và chuẩn bị trước các phương án phòng tránh để đối diện với mọi chuyện một cách bình tĩnh nhất. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ tới quý vị về con giáp có thể nói là kém may mắn nhất trong năm 2021 Tân Sửu. Bởi vướng năm tuổi nên thị phi đủ đường, làm gì cũng khó khăn. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Sửu trong năm 2021 thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi tuổi Sửu năm 2021. Bước sang năm 2021, tức năm Tân Sửu, cũng chính là năm bản mệnh của con giáp tuổi Sửu. Vì phạm thái tuế nên vận thế của bạn sẽ có phần kém hơn những năm khác. Người xưa có câu: thái tuế đương đầu tạo, vô hỷ ắt hữu họa. Câu nói có ý nghĩa rằng chắc chắn trong năm sẽ có tai họa lớn xảy ra. Năm nay có các hung tinh thái tuế, kiếm phong, phục thi và hoàng phiên tòa mệnh mang đến nhiều rắc rối cho bạn. Cũng may còn có tuế giá các tinh hỗ trợ, nó có khả năng giảm bớt một chút tác dụng nhưng cũng không được nhiều. Tử vi tuổi Sửu năm 2021 căn khí cứng nhắc, không có nhiều cơ hội mới mẻ. Bởi vậy, phải cố gắng nỗ lực hết mình, nếu không bạn sẽ sa vào nhiều chuyện phiền phức. Người tuổi Sửu nếu có thể đủ tỉnh táo để nhận thức được tình cảnh hiện tại, tích cực tìm cách đối phó, giữ cho mình một tinh thần mạnh mẽ thì có thể vượt qua một cách thuận lợi. Đồng thời, bạn cũng nên xử lý tốt các mối quan hệ của mình, chỉ nên kết bạn với người tốt và thực tâm với mình. Đến lúc rơi vào cảnh đường cùng mới nhận được sự trợ giúp tốt nhất. Tuổi Sửu năm 2021 do phạm thái tuế gặp sao tỷ kiên nên tự thân cần phải chủ động hơn trong mọi mặt, mở rộng các mối quan hệ cũng như quyền hạn của mình. May mắn có sao thực thân trợ giúp, chủ hưởng thụ, nhàn hạ sung sướng, lộc ăn nhiều, được đi du lịch. Thực thần còn là vị thần đại diện cho tiền tài, cho nên nếu xây dựng được nhiều kế hoạch về tài vận thì sẽ rất tốt. Bên cạnh đó, do gặp năm bản mệnh, năm tuổi, năm hạn, ngũ hành Sửu thổ mạnh hơn, khiến cho tuổi Sửu cũng trở nên mạnh mẽ, bướng bỉnh hơn bình thường, khiến cho bản thân bạn sẽ gặp thêm nhiều rắc rối. Một phần cũng là do năm bản mệnh mang đến bất trắc tai ương, đồng thời thái tuế còn kéo theo cả sao hoa cái, khiến cho ý chí tinh thần sa sút, tâm trí đau thương. Bên cạnh đó, cũng có sao ám kim là hung tình, cùng phá toái triệu nguyên, chủ hình phạt, bị thương, đổ máu. Theo tập tục của dân gian, những người gặp năm tuổi của mình thì nên chăm chỉ đến chùa, bái lễ, cầu an để có thể bình an vượt qua năm nay. Thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt có lời khuyên đối với các gia chủ tuổi Sửu trong năm nay là hãy luôn mang bên mình một kim bài thái tuế năm 2021 để hóa giải hạn thái tuế, chiêu mời cát tinh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Quý vị thân mến, để có thể nắm rõ những vấn đề mà tuổi Sửu sẽ phải trải qua trong năm Tân Sửu 2021, thì trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình tử vi của tuổi Sửu qua các phương diện. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Đầu tiên, về mặt sự nghiệp, thầy Gia Cát có nói rằng trong năm 2021 Tân Sửu, về mặt sự nghiệp, con giáp này có tỷ kiên chiếu mệnh, Sửu thổ tọa thái tuế, trong hung vẫn có cát, có đức quý nhân chiếu mệnh, bản mệnh sẽ gặp được quý nhân trên con đường tiến tới. Nhờ thế mà mọi sự thuận lợi, suôn sẻ hơn gấp nhiều lần.
Trong năm Tân Sửu, những chú trâu nếu dành thời gian học tập, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức thì sẽ rất tốt cho tương lai sau này. Bản mệnh cũng xuất sắc vượt qua các kỳ thi, sát hạch và có được bằng cấp đúng như dự kiến. Chuyện tìm việc cũng không quá khó khăn, tăng lương, thăng chức chỉ là chuyện sớm muộn. Sự thăng tiến trong sự nghiệp của tuổi Sửu trong năm trực thái tuế là điều khiến nhiều người ngạc nhiên. Bởi không phải cứ phạm thái tuế là sẽ gặp vận xui. Đối với những người chuẩn bị khởi nghiệp, bước khởi đầu có sự hậu thuẫn của gia đình là tiền đề vô cùng thuận lợi trên con đường khởi nghiệp của tuổi Sửu. Bản mệnh hãy tận dụng những cơ hội này, có những kế hoạch làm ăn kinh doanh kín kẽ, từng bước xây dựng nên đế chế của riêng mình. Đây là thời điểm rất tốt cho những bạn muốn bắt đầu khởi nghiệp. Tuổi Sửu cũng có thể dựa vào chính năng lực của bản thân để tăng thêm độ dày cho ví tiền của mình. Bản mệnh có năng lực thực sự, có bằng cấp rõ ràng, cùng với tham vọng. Cùng với tham vọng và cố gắng không ngừng mà được cấp trên ưu ái, tăng thêm cho mức đãi ngộ hay tăng lương, tăng thưởng. Đồng thời, người cầm tinh con trâu nên chủ động tìm kiếm cơ hội để phát triển sự nghiệp cho mình. Đừng ỷ lại vào quý nhân, mục tiêu mà mình đã đề ra thì cần phải cố gắng nỗ lực hết mình. Chẳng ai có thể lo cho bạn ngoài chính bản thân bạn. Hạn chế dùng các chất kích thích như bia rượu, thuốc lá để giữ sự tỉnh táo và sáng suốt thường trực. Tránh xa những nơi tụ tập bàn tán thị phi, luôn giữ cho mình thanh danh và uy tín tốt. Chỉ cần một lần mất kiểm soát, bản thân sẽ có thể phải mất rất nhiều thời gian để phấn đấu lại từ đầu. Tuy trong hung có cát, nhưng bạn vẫn cần lưu ý nhiều hơn, đừng quá chủ quan mà khiến một năm 2021 sôi hỏng bỏng không. Để có thể hóa giải năm nay, tuổi Sửu hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh là pháp bảo của nhà Phật sẽ giúp bạn xua đuổi tất cả những vận xui, hung tinh và kẻ tiểu nhân trong năm 2021 mà bạn sẽ gặp phải. Bên cạnh đó, pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí, quý nhân tương trợ, tăng may mắn, khiến sự nghiệp được hanh thông và chiêu tài lộc cho con giáp. Về mặt tài lộc, về mặt tài vận của tuổi Sửu năm 2021, bản mệnh gặp thực thần tinh, lại do gặp 5 tuổi nên tác dụng của sao càng thêm mạnh mẽ. Thực thần đại diện cho phúc lộc của cải sinh sôi, đồng thời địa chi Sửu thổ cũng đã mang vận thiên tài. Vì thế, tuổi Sửu sẽ nảy ra nhiều kế hoạch, sáng kiến để kiếm tiền, có nhiều vận phúc khí trong mặt này. Không ít người sẽ ăn nên làm ra, thu được lợi nhuận lớn về tay. Tuy nhiên, trong năm cũng có kiếm phong hung tinh nên vận tiền tài sẽ gặp tổn thất không nhỏ. Tuổi Sửu có nguy cơ gặp rủi ro hoặc bị phá sản vì còn dựa vào những sự kiện bất ngờ có thể nảy sinh. Bởi vậy, bạn nên nâng cao ý thức đề phòng, càng tiết kiệm được càng tốt. Đồng thời, năm bản mệnh này bạn có thể thông qua việc quản lý tài sản mà kiếm được tiền lời. Chủ yếu là nên tránh những công việc mang tính phiêu lưu như cổ phiếu, bảo đảm sự an toàn cho tài vận. Mặt khác, tuổi Sửu năm nay cũng vì chi tiêu gia tăng đột xuất nên càng phải hiểu tầm quan trọng của việc tiết kiệm, không nên mua những thứ không cần thiết hoặc quá đắt tiền, chỉ nên mua vừa phải. Để tránh được hung tinh thì thầy Gia Cát khuyên tuổi Sửu hãy đeo vòng tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu hàng ngày để có thể tăng cường hòa hợp, thiên, địa, nhân, nghênh đón quý nhân giúp bạn tránh được những vận xui và hung tinh để có thể thuận lợi đầu tư, phát triển về mặt tài lộc. Về mặt tình cảm, xét vận trình tình duyên năm 2021 của tuổi Sửu có thể thấy rằng đào hoa không quá vượng. Tuy nhiên, do thái tuế, Sửu thủy là cát tinh, tỷ kiên của con giáp này, vốn là một trong bốn tinh trợ về đào hoa, lại thêm trực thái tuế thủy vượng nên ít nhiều bản mệnh cũng có cơ hội thay đổi được vận mệnh của mình. Đào hoa trong năm Tân Sửu không có nhiều, nhưng không phải là không có. Bằng sức hấp dẫn tự nhiên của mình, bản mệnh cũng có được cơ may tình duyên. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc con giáp này phải thực sự chủ động trong chuyện tình cảm, chứ không phải ngồi ôm cây đợi thỏ. Tuổi Sửu nên gạt bỏ những suy nghĩ, định kiến quá cũ của mình. Nếu có cảm tình, thương mến ai thì hãy bày tỏ tình cảm, tìm cơ hội để tiếp cận và tìm hiểu người đó nhiều hơn. Bạn có thể nhờ vào các mối quan hệ của anh chị, bố mẹ hay cô dì chú bác trong nhà để tìm thêm cơ duyên với mình. Đối với các gia chủ đã có gia đình, cần tránh thái độ ghen tuông quá mức khiến đối phương thấy mệt mỏi, dẫn đến mâu thuẫn không đáng có. Những người tuổi Sửu đã kết hôn do ảnh hưởng của thái tuế, dẫn đến có nhiều sự thay đổi.
cuộc sống gia đình thường xuyên vì lý do kinh tế mà xảy ra cãi vã, cần giữ thái độ bình tĩnh để giải quyết vấn đề của gia đình mình. Đặc biệt, các đôi vợ chồng trẻ thường hay cố chấp, ít chịu lắng nghe sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng đồng sàng dị mộng, từ đó dẫn tới rạn nứt tình cảm gia đình. Vậy nên, hai vợ chồng cần phải bao dung và lắng nghe đối phương nhiều hơn, từ đó tránh được ảnh hưởng tiêu cực từ các sao xấu. Đối với những mệnh chủ còn đang độc thân, cần chú ý đừng để vì áp lực công việc mà đánh mất đi tình cảm của mình. Phải biết cân bằng giữa công việc và tình cảm, tránh trường hợp mất cân bằng để hối tiếc về sau. Cần chú ý dành nhiều thời gian cho người yêu, người sẽ đi cùng bạn trên quãng đường còn lại. Để có thể kích hoạt tình duyên cho những người chưa có gia đình thì tuổi Sửu có thể đeo vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu đều có thể chiêu mời quý nhân và tăng cường nhân duyên cho bản mệnh. Bên cạnh đó, vòng cũng giúp cho những người có gia đình có thể hóa giải những khúc mắc và xung đột không đáng có, để vợ chồng có thể gắn kết lại như trước. Về mặt sức khỏe, tuổi Sửu năm Tân Sửu 2021, con giáp này sức khỏe không được tốt. Sức mạnh của Tỵ Kiên khá lớn, có cát mà có hung. Nhìn từ góc độ phong thủy thì năm 2021, thổ khí quá vượng địa, thủy khí và mộc khí đều chịu áp chế nên suy yếu, nên con giáp này dễ mắc bệnh cảm cúm, phong hàn, các bệnh liên quan tới khớp cốt và xương. Tuổi Sửu thường ngày nên năng tập thể dục, thể thao, đến những nơi có nhiều cây xanh để thư giãn cơ thể, thư thái tinh thần. Có thể học thêm cách hít thở để điều chỉnh nhịp thở có lợi cho sức khỏe. Tùy theo sức khỏe của mình, con giáp này có thể tham gia các hoạt động thể thao, về cơ bản đều sẽ thúc đẩy sức khỏe tốt hơn. Tránh xa tửu sắc, hạn chế đến nơi tối tăm, ẩm ướt cũng như những nơi nhiều tà khí sẽ giúp những chú trâu tránh được những hậu họa tiềm ẩn cho sức khỏe. Ngoài việc thường xuyên rèn luyện sức khỏe thì mối hiểm họa do tà khí và hung tinh vẫn còn. Cho nên tuổi Sửu hãy đem theo pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí của nhà Phật này sẽ giúp bản mệnh xua đuổi các tà khí và hung tinh đeo bám trong năm, đem lại bình an và sức khỏe cho bản mệnh. Quý vị thân mến, nếu có thắc mắc hoặc để biết rõ hơn cát hung họa phúc của bản thân cũng như gia đình, quý vị hãy liên hệ tới số hotline của chương trình để được hỗ trợ chi tiết hơn của thầy Sa Cát và đội ngũ trợ lý hỗ trợ của thầy. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có thêm những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.